Hôm nay là ngày thứ bảy đó, vậy thấy không? Nó hôm nay là ngày thứ bảy nè, cuối tuần đó, hôm nay 21 tây tháng 7, coi là tiệm xá nè, nó chỉ có cái quán tiệm này mở thôi đó, thấy vậy thấy không? Nó nè, nó ông chủ nè, ông chủ tà ba đó, vẫn queo, không có móng nào hết. Hôm nay là mình đi một tour nha, hôm nay là ngày 21 tây tháng 3 nhà ngày thứ bảy. Mình đi một vòng trung tâm thành phố ở vùng mình ở nha, nha rồi quang cảnh coi thấy không, bà con thấy không, tiêu điều rất là thê thảm. Đây là ngày cuối tuần đó bà con, rồi xe cộ không có, người cũng không có luôn. Hôm nay mình nằm ở nhà chịu không nổi nữa, bữa nay đi xuống đường mình quay cho bà con coi phong cảnh cuối tuần ở xứ Pháp. Bà con coi xứ Pháp coi nó làm sao nha, nó cuối tuần thường là nghẹt, ông đi qua bà đi lại ngập đầy đường. Hôm nay thì coi quý vị thấy phong cảnh của cuối tuần của xứ Pháp nó như thế nào. Điều hiu vắng vẻ. Không có một món ma nào hết quý vị thấy chưa? Phong cảnh thì rất là ý, tiêu điều luôn. Coi có ai không? Đi nè, đi mình đi một vòng ở trong trung tâm đó nha. Đây là coi như là thường là cuối tuần là coi như là bà con coi như là nghẹt đường, nghẹt xá, đường phố đi không kịp. Nay bà con thấy coi phong cảnh coi cuối tuần, cuối tuần ở xứ Pháp nó là như thế nào nha. Coi như là vẫn queo, đều queo hết, không có món nào hết. Không có món nào hết luôn. Đi một vòng tâm này cho quý vị xem nha. Ở đây là thường thường là coi như là cuối tuần là ở đây nè, nó tập trung nè, nó tiệm xá thì đóng cửa hết, tiệm xá nó đóng cửa hết. Ở đây là thường thường là đó, chỗ này là chỗ tụ họp bà con rồi đổ dập ra đây ca hát vui chơi ngồi ngắm cảnh. Mà hôm nay quý vị thấy phong cảnh không? Đóng cửa hết. Tiêu điều hết luôn, các con thấy à? Phong cảnh đó. Đây là cái sân tập thể thao. Quý vị thấy cái sân tập thể thao không? Không có một móng nào luôn. Cuối tuần cũng không có móng nào luôn. Coi tiêu điều vắng lẻ, vắng lạnh hết rồi con thấy à. Hết biết không, tôi chưa từng thấy luôn, mấy chục năm ở bên này rồi, lần đầu tiên tôi thấy một cái xứ Pháp mà nó tiêu điều vắng vẻ như vậy. Coi như là đi ra đường là ma nhát mà. Coi đây là chỗ này, chỗ sân chơi của tụi trẻ, coi như cũng không có luôn. Hay là nghẹt hết, giờ này là coi như là ngập ngâm hết luôn, cuối tuần mà. Mà coi như là vắng vẻ luôn. Tiêu điều hết như thế nào. Ở trung tâm mà trời vô vậy thế không. Đây là mình đi cũng là đi lén nha bà con nha, mình đi lén đó chứ còn nếu mà mấy anh cảnh sát mà gặp một cái là 135 euro đó bà con. 135 euro nha, nhưng phải dẫn đâu nha.
Thì hôm nay mình đi mình quay cái phong cảnh nè, trung tâm chỗ vùng mình ở. Giờ còn cái phong cảnh cuối tuần của xứ Pháp. Cuối tuần của xứ Pháp là sao? Vắng luôn, không ai dám ra đường hết trơn, bởi vì nó phạt rất là nặng đó. Cho nên bà con sợ dữ lắm, mà chính mình cũng sợ luôn. Nhưng mà anh em mình muốn quay phong cảnh cho bà con coi cuối tuần ở xứ Pháp nó như thế nào. Chưa bao giờ từng thấy cái xứ Pháp nó như thế này mà bây giờ coi nè. Vắng vẻ luôn. Bây giờ mình đi qua bên lề này chứ còn không mấy thì để mấy anh đi mà anh gặp một cái là mệt lắm. Đường xa coi như là tiêu điều vắng vẻ. Chưa từng thấy quý vị, chưa từng thấy luôn. Ở bên Việt Nam mình còn cho đi ra đường ha, đi dạo, đi đầy, đi quay phim, đi ăn, còn đi chơi, đi đồ đó. Bên đây là không có đâu á, bên đây là cấm bặt luôn đó. Nhưng mà có thể là hai tuần trước này á vậy, nhưng mà có thể là tuần thứ ba nó còn căng hơn nữa. Là bây giờ mình còn đi vòng vòng được chút nha, lén nữa nha, chứ hết hai tuần sau này là nó có thể nó còn căng hơn nữa. Đó. Nó có thể nó còn găng hơn nữa, là coi như là nó truy lùng hết luôn đó. Không cho ai ra đường nữa hết. Vậy thấy chưa? Cuối tuần của xứ Pháp đó. Con mình đi độ tiêu điều luôn thôi. Tiệm xá đồ đóng cửa hết vậy nè. Tiệm xá đóng cửa hết rồi. Ok thôi, mình quay video đến đây, mình xin tạm biệt cả nhà nha. Hẹn lại video lần sau, khi có dịp nào mình đi ở chỗ khác nữa thì mình sẽ quay lại cái cảnh xứ Pháp nữa nha quý vị coi nha. Ok thôi, giờ chào cả nhà. Quý vị coi phong cảnh coi nào. Quý vị nhớ đến thăm nhà mình và nhớ bấm like, subscribe cho mình, ủng hộ mình nha bà con nha. Ok, bye bye cả nhà. Bye bye.